Hello, xin chào mọi người, đến với kênh Xe Vui Việt Nam. Và hôm nay là một clip mà phải nói là rất xàm xí đú của mình. Bởi vì hôm nay mình lại đem một chiếc xe động cơ đốt trong ra soi với một chiếc xe điện. Thực ra thì cái so sánh này là một cái so sánh rất đặc biệt và cũng rất kỳ lạ. Bởi vì sao? Trước giờ thì người ta chưa bao giờ lấy xe xăng ra so với xe điện cả. Nhưng hôm nay mình so là vì sao? Vì bên này là một chiếc xe có tầm giá khoảng 1 tỷ mấy, chiếc này cũng có giá 1 tỷ mấy, mình đang so trên mặt bằng chung, đó là cùng một giá tiền. Chúng ta nhận lại được cái gì? Vâng, thông thường thì những người đi xe xăng họ luôn có một cái suy nghĩ, đó là xe điện là một cái xe mà bất tiện. Đúng, nó bất tiện thiệt. Xe xăng thì nó tiện dụng hơn, tại vì số trụ xăng thì rất nhiều và số trụ điện thì chưa bao giờ bằng số trụ xăng cả. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ so sánh trên một khía cạnh khác hoàn toàn. Và mình hôm nay sẽ đóng vai trò là một người đang đi một chiếc xe động cơ đốt trong, đi chê một chiếc xe điện nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Thực ra thì về ngoại hình của chiếc Fortuner này thì cũng không có gì để bàn cãi, không có gì để nói nhiều. Tại vì chiếc xe này các bạn ngày nào bước ra đường mà không gặp nó thì chắc chắn là ngày hôm đó bạn chưa có ra đường ở Việt Nam. Chiếc Fortuner này là một chiếc xe đã từng là vô doanh số, phá đảo tất cả các con số về doanh số bán hàng xe hơi tại thị trường Việt Nam. Nhưng hôm nay thì Fortuner không còn giữ được cái phong độ đó nữa, bởi vì người Việt chúng ta đã có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như là cái cách nhìn, cách mua xe cũng đã thay đổi rất là nhiều. Về mặt ngoại hình thì nó vẫn là một chiếc xe rất là ngầu ha. Nhìn phần đầu xe trông nó nam tính, mạnh mẽ. Đèn thì đèn bi, gương cầu. Và nói chung là thiết kế ngoại hình cũng như là những công năng xung quanh không có gì để chúng ta nói nhiều. Đây là một chiếc SUV khung gầm rời nha. Thì nó cho chúng ta một cái cảm giác, đó là cái độ tin tưởng khá cao, cũng như là cái độ bào cũng dễ dàng. Khi chúng ta mua cái xe này đi những cái đường xấu thì đây là một chiếc xe dành cho các bạn. Cũng như là khi chúng ta mua cái xe để mà cho thuê dịch vụ hay là chở khách thì đây cũng là chiếc xe dành cho các bạn. Nó là Fortuner, nó cũng không có gì để hỏng cả. Nếu các bạn mua về có một phương tiện che mưa che nắng, vô cảm, không cần bất cứ một cái cảm xúc nào, không cần bất cứ một cái công năng nào, không cần bất cứ một cái điều gì phiền toái thì nó dành cho bạn. Còn kế bên này là chiếc VinFast VF8. Chiếc xe này là một chiếc xe điện. Xe điện thì đỏng đảnh. Người Mỹ có câu đó là No electric, no problem. Về phần ngoại hình thì với phong cách thiết kế của Ý thì chúng ta sẽ thấy là chiếc VF8 này trông khá đặc biệt khi đi ngoài đường. Nhìn phần đầu xe các bạn sẽ thấy là có đèn LED hai bên nè, đèn bi hai bên, cảm biến va chạm phía trước, radar luôn nè. Thành ra là chiếc xe này có ADAS, nó có thể giữ khoảng cách với xe phía trước, nó có thể cảnh báo lệch làn đường, nó có thể dương pha lên và hạ pha xuống khi có xe ngược chiều. Nó làm được rất là nhiều điều với cái radar này. Nhìn phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy là thấp hơn chiếc Fortuner kế bên rất nhiều ha, nhưng bề ngang thì nó rộng hơn. Nếu mà xét về ngoại hình á, thì chúng ta sẽ thấy một điều, đó là chiếc Fortuner này trông nó cục mịch hơn và chiếc xe này trông nó hiện đại hơn rất rất nhiều luôn. Nếu là mình thì cũng hơi khó lựa chọn, đó là sự đánh đổi giữa một chiếc xe xăng và một chiếc xe điện thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải nói nhiều hơn về việc vận hành, bởi vì sự khác biệt lớn nhất của một chiếc xe xăng và một chiếc xe điện đó là vận hành. Rồi, mình đang ngồi trên chiếc Fortuner máy dầu. Để máy lên nào. Wow, lực. Tiếng máy gõ rất là lực luôn. Rồi, cài seat belt thôi. Chiếc này thì 135.000 cây rồi, chưa một lần làm lỗi mọi người ạ. Về trong nội thất á, thì phải nói là đây, các bạn có thể thấy là rất là SUV. Và chúng ta sẽ thấy một sự quen thuộc. Nói chung Fortuner thì chẳng có gì để nói cả. Xe Nhật thì nó luôn là như vậy. Một cái sự bình thường, hết sức bình thường. Các bạn có thể nghe tiếng máy gào, tiếng máy dầu thì đã rất là lực luôn. Trên chiếc xe này thì là phiên bản một cầu,
cho nên là chúng ta sẽ không có cái cần cài cầu. Trên màn hình chúng ta sẽ có thêm đồng hồ LCD để xem tốc độ. Cái này là mấy anh nào mà đi chiếc Lexus RX 300 chứ nó còn không có được cái màn hình hiển thị km nữa, nó chỉ hiển thị bằng kim thôi. Cho nên là những anh đi RX 300 mà mắt mũi hơi kèm nhèm xíu là sẽ khó khăn. Các bạn có thể nhận thấy một điều là chúng ta đi những chiếc khung gầm rời và đặc biệt là Fortuner thì vô lăng sẽ phải điều chỉnh thường xuyên, tại vì khi chúng ta đi vào ổ gà hay là những cái đường mấp mô nó sẽ bắt đầu xô, nó xô cái vô lăng. Máy thì đạp vào nó khá giật bởi vì đây là động cơ máy dầu. Thực ra thì mình đi một chiếc xe như Fortuner á, nó cho mình cái cảm giác thân thuộc. Thân thuộc là bởi vì mấy chục năm rồi, mấy chục năm nay là mình đi cái xe như thế này. Nó phải kêu, nó phải rần, nó phải ồn. Và mỗi sáng bước lên đề máy thì nó phải luôn sẵn sàng. Về tính năng thì nó cũng chả có gì cả. Đây một cái đầu Pioneer được chủ xe gắn thêm vào để nghe nhạc rồi nghe điện thoại. Nói chung là đây là chiếc xe chả có gì để nói cả. Nói thẳng ra thì nó khá nhàm chán. Có lẽ tính năng mà cao cấp nhất trên chiếc xe Fortuner này đó là cái Cruise Control, ga điện tử. Và cái Cruise Control này cũng chỉ là Cruise Control thôi nha, không có adaptive gì đâu. Các bạn đừng kỳ vọng những điều đó ở một chiếc xe Toyota. Những điều đó chỉ có ở trên xe Toyota phiên bản toàn cầu và đá xu thôi. Rồi, bây giờ mình đang đi ở tốc độ 60 của chiếc Fortuner này. Tiếng máy kêu rất là lớn, nó vẫn ồn ào như ngày nào, nó vẫn gầm gừ như ngày nào, nó vẫn lắc như ngày nào và nó vẫn bồng bềnh như ngày nào luôn. Nó không có điểm gì đặc biệt để nói cả. Và ưu điểm của nó so với một chiếc xe điện là gì? Đó là cái sự tin tưởng, sự tin cậy với xe này rất cao. Hàng ngày chúng ta bước ra đường thì nó luôn sẵn sàng trước nhà, không bao giờ phản chủ dù chỉ một ngày. Nó đúng nghĩa là một công việc của một chiếc xe. Một chiếc xe thì che mưa che nắng và chỉ đơn giản như vậy thôi. Fortuner thì có cái điểm sướng đó là chúng ta thòng ga lại á. Nè các bạn thấy không, thòng ga này, chân không đạp ga mà trớn rất nhiều. Những anh nào mà lớn tuổi thì sẽ thích cái cảm giác là đi nó trớn nhiều vậy, tại vì cảm giác là nó tiết kiệm xăng. Nó sẽ dành cho những người mà cần sự an toàn. Tốc độ 80, xe nó lắc, trời ơi, bao nhiêu năm nay thì Fortuner vẫn như vậy. Ồn ào, lắc, lắc, và lại tiếp tục lắc. Lắc tới mức mà người lái cũng muốn say xe. Tới đây thì sốc, wow. Những chiếc SUV khung gầm rời như là Fortuner thì vẫn có một cái đối tượng khách hàng rất là riêng, đó là những vị tài xế mà có phong cách lái xe gọi là, người Bắc gọi là bổ bả đó, người Nam gọi là lái mà cục xúc một xíu á, thì sẽ thích cái phong cách của những chiếc SUV body on frame như là Fortuner. Bản thân mình cũng là một người cực kỳ thích những chiếc xe body on frame, nhưng mình không thích Fortuner chút nào. Tại vì khi mà sử dụng chiếc xe này cho bản thân thì ok, nhưng mà khi mà chở người nhà như vợ con hay là ba mẹ, nó quá ồn, nó quá dằn sốc và nó quá dễ gây say xe. Đây không phải chiếc xe dành cho gia đình các bạn, không hề. Đôi khi chúng ta phải đánh đổi một tí xíu về cái sự tiện dụng để lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp hơn với gia đình. Rồi, đó là Fortuner, không có gì để nói cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay về và lái chiếc VinFast VF8 coi nó như thế nào. Rồi, mình đang ở trong chiếc VinFast VF8. Đặt vô chân thắng là nó chỉnh ghế về vị trí đã nhớ. Máy lạnh hoạt động rồi.
Đây là cái màn hình trung tâm và nó sẽ thể hiện tất cả mọi thứ của chiếc xe này. Có Apple CarPlay nè, Android Auto nè. Ngoài ra thì để mở toàn bộ tính năng cho các bạn coi, hướng dẫn sử dụng tất cả mọi thứ bằng tiếng Việt. Cái quan trọng nhất là tất cả mọi thứ bằng tiếng Việt, cho nên là chúng ta là người Việt thì sử dụng sẽ dễ dàng. Đặc biệt là các anh các chú mà chúng ta không có giỏi tiếng Anh. Rồi, trên này chúng ta sẽ xem được áp suất lốp nè. 2.6, 2.4, 2.5, 2.4. Nhiệt độ lốp nè. Coi được các ghế chưa thắt dây an toàn nè. Rồi khóa nắp sạc nè. Có thể chỉnh được. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh vô lăng xuống nè. Ghê chưa? Các bạn thấy nó đang xuống không? Lên nè. Đẩy ra nè. Đẩy xuống nè. Wow, cũng xịn ha. Rồi chỉnh gương chiếu hậu. Chúng ta có thể chỉnh gương chiếu hậu bằng cái nút chỉnh trên này. Điều khiển trên này xong sau đó chúng ta chỉnh trên này ha. Rồi chỉnh đây, cửa sổ trời. Mở đèn, đèn tự động nè. Chỉnh máy lạnh trên này luôn. Tất cả mọi thứ là trên cái màn hình này cả. Có sạc không dây và có cả HUD. Cái xe này nó hơi khác biệt với những cái xe xăng, đó là chúng ta sẽ không thấy cái đồng hồ cluster tốc độ trên này. Ngồi ở vị trí người lái thì cảm giác nó hơi trống trống. Nhưng mà cái trống trống này cũng cho cảm giác là nhìn nó thoáng hơn, tại vì chúng ta không bị phụ thuộc vào đồng hồ tốc độ nữa. Tất cả những cái thể hiện về số hay là lượng pin rồi tốc độ này kia là nó đang chiếu trên cái HUD, mắt mình đang nhìn thấy nè. Còn vào số đây, các bạn sẽ vào số dựa trên các phím bấm PRND. Điều khiển volume ở trên này. Khóa kính, hộc để đồ. Và đặc biệt đó là trên cái xe này rất nhiều da luôn mọi người. Chỗ nào các bạn có thể chạm vào được thì chỗ đó được làm bằng da. Trần nỉ đen. Rồi bây giờ không nói về tính năng, chúng ta sẽ nói về việc chạy một xe điện nó khác cái xe xăng như thế nào. Cảm giác khi đi một cái xe điện khi so với đi xe xăng đó là ga đạp lên nó mượt lắm mọi người. Nó mượt lắm, không có một cái độ trễ nào cả. Nó yên tĩnh lắm. Các bạn khi nghe, khi chạy chiếc Fortuner và khi nghe chạy chiếc VF8, các bạn sẽ thấy một sự khác biệt trong cái tiếng micro thu vào, đúng không? Không có tiếng rừ của động cơ nữa. Mọi thứ là một sự yên tĩnh. Nếu như mà hãng Rolls-Royce họ đã tốn rất nhiều tiền và thời gian để làm nên một chiếc xe yên tĩnh như Rolls-Royce thì mọi việc trở nên vô nghĩa khi chúng ta đi một chiếc xe điện, bởi vì tiếng động cơ không còn nữa. Trước giờ thì chúng ta vẫn nói rằng đó là để mà một khối động cơ nó êm ái thì nó phải là V8 hoặc là V12. Nhưng khi qua xe điện thì mọi thứ trở nên vô nghĩa, bởi vì không còn sự rung động của động cơ nữa. Nó khiến cho một người đã mấy chục năm sử dụng xe xăng như mình rồi á, cảm thấy là một sự kỳ cục, bởi vì vô lăng nó không có cái cả chuyển động rung theo nhịp động cơ. Thân xe nó cũng không có một sự rung động nào cả. Tất cả là một sự yên lặng, yên tĩnh đến ngạc nhiên. Trên xe này thì có cảnh báo phương tiện vượt, bây giờ chúng ta dừng lại và nếu như có một cái xe máy nào đó vượt bên hông thì gặp lập tức nó sẽ báo. Đây các bạn thấy trên màn hình là có xe vượt lên là nó ngay lập tức báo, và nó cũng báo là có xe chung bộ xung quanh nè. Lại đạp ga. Một sự tăng tốc mượt mà đến bất ngờ. Nó mượt mà lắm mọi người. Nó không có bị lắc như chiếc Fortuner mọi người ơi. Nó không bị lắc. Nó êm lắm. Và đặc biệt là xe điện cho chúng ta những cú tăng tốc, những cú vượt gắt gỏng hơn. Một phát một lên 75. Người đi xe điện rồi á thì sẽ cảm thấy xe xăng là một chiếc xe rất là yếu. Và phong cách lái của xe điện cho chúng ta cái sự tự tin mỗi khi chúng ta vượt. Wow, nó mạnh quá. Nó mạnh quá mọi người ạ. Đạp là có, đạp là có. Ngoài ra thì trên xe của VinFast họ còn có một gói trang bị an toàn là ADAS. Ví dụ như chúng ta có thể chỉnh
đây hỗ trợ kênh khoảng cách, nó có thể nhận diện có xe máy nè, làn đường hai bên nè, các bạn thấy không? Chỉ cần bấm vào chúng ta lái nó nhàn hơn rất nhiều, các bạn thấy không? Nó tự động nó giữ làn, những cái sự tiện nghi mà một chiếc Fortuner không bao giờ có được. Nói chung là qua lái một chiếc xe này thì rõ ràng là như một món đồ chơi công nghệ vậy mọi người ạ. Nó không phải là một chiếc xe bình thường nữa. Nó có quá nhiều thứ để chúng ta phải học cách sử dụng. Và nó cũng hỗ trợ cho cái việc lái xe trở nên nhàn hơn. Đó, nó nhận ra tất cả các xe xung quanh luôn mọi người. Ở cái tình hình giao thông phức tạp thì việc có thêm một cái trợ thủ khi lái xe như thế này sẽ giúp cho những người lớn tuổi, những người mà lái xe chỉ là một việc phải làm, sẽ cảm thấy là nhàn hơn và thích thú hơn. Trên chỗ vô lăng thì có một cái cảm biến ngay đây để nó nhận diện tài xế có bị mất tập trung hay không, hay là có bị buồn ngủ hay không, thì nó sẽ nhắc nhở. Chung là về công nghệ thì chiếc xe này không thiếu một cái gì cả mọi người. Chung là ai yêu công nghệ thì nên sử dụng một chiếc xe điện. Và chiếc xe này có thể đi được một cái quãng đường cũng tương đối ổn trước khi phải sạc. Các bạn có thể sạc ở các trạm sạc của Vin. Bây giờ trạm sạc của Vin thì họ cũng khá phổ biến rồi, có thể thấy là khắp nơi rồi đó. Hoặc là ai mà có nhà dưới đất như mình thì có thể dê xe vào để mà sạc trong nhà. Đợt trước thì xe VF8 có một số phản hồi về chuyện máy lạnh nó bị nóng quá, nhưng mà bây giờ hết rồi. Các bạn hơi khắc khe với lại xe của Vin. Mình thấy mọi người hơi khắc khe với xe của Vin, vì thật ra là đây là thế hệ đầu tiên mà mọi người, đúng không? Nói tiếng Anh đó là first generation, và họ đang khắc phục từng ngày. Cho nên là chúng ta khắc khe nhưng đừng khắc khe quá, tại vì họ vẫn đang khắc phục mà, chứ không phải là đâu có chiếc xe nào mà mới làm ra mà hoàn hảo được. Nhưng thế là đầu tiên mà họ đã làm được như thế này thì khá khen, mình phải nói là khá khen. Một ưu điểm nữa của xe điện đó là bộ pin á, nó nằm sát mặt đường. Trước đây khi mà sử dụng xe xăng á, các nhà sản xuất xe xăng tốn rất nhiều tiền để nghiên cứu và thiết kế để làm sao mà trọng tâm của một chiếc xe xăng nó nằm càng sát đường càng tốt, và càng dời về trung tâm của chiếc xe càng tốt, thì cái cảm giác lái nó sẽ mượt mà hơn, cũng như là cái độ bám đường nó sẽ tốt hơn và độ ổn định thân xe nó sẽ tốt hơn. Nhưng khi qua một chiếc xe điện, mọi vấn đề trở nên cực kỳ dễ giải quyết. Đó là bộ pin nó sẽ rất nặng và nó nằm sát mặt đường, trọng tâm nó sẽ dồn cho chiếc xe nằm sát mặt đường luôn và dồn về trung tâm luôn, cực kỳ đơn giản luôn, đúng không mọi người? Và để có một chiếc xe 400 mã lực như thế này, chiếc xe VinFast VF8 này 400 mã lực, thì chúng ta phải bỏ số tiền một chiếc SUV 400 mã lực, thì nó phải là một chiếc Porsche Cayenne hoặc là một chiếc Macan, và Porsche Macan phiên bản Turbo S, và chúng ta phải bỏ số tiền là khoảng 4 tỷ. Cayenne thì khoảng phải 6-7 tỷ. Nhưng chúng ta chỉ tốn khoảng 1 tỷ để có chiếc VF8 có động cơ 400 mã lực rồi mọi người. Đó, bạn nào mà muốn một chiếc xe mạnh thì đây là chiếc xe dành cho các bạn. Quá mạnh luôn, mạnh một cách khủng khiếp luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ thử tăng tốc nhẹ nè. Đó, các bạn thấy không, cảm giác là dính ghế. Hồi xưa khi mà chúng ta mới bắt đầu lái xe thì mọi người hay nói về cảm giác dính ghế. Cảm giác đó là phải có trên những chiếc xe thể thao, phải đắt tiền. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra 1 tỷ là các bạn sẽ có cảm giác dính ghế. Và thậm chí nếu bật qua chế độ, đây Drive Mode nè, chế độ thể thao. Wow. Nó ép tức ngực luôn á, chứ không phải bình thường nữa. Đó, nếu như các bạn muốn một chiếc xe mà siêu mạnh thì xe điện là xe dành cho các bạn. Nếu mà nói về chiếc Fortuner thì chỉ là ồn, lắc và lắc. Thì khi nói về chiếc xe điện VinFast VF8, đó là mạnh, wow, quá mạnh. Hôm qua mình lấy xe này lúc đó là pin là 85%, và sau khi sử dụng một ngày thì nó còn 62. Nói chung là một ngày các bạn xài không hết được đâu, đi trong thành phố thì không hết được đâu. Giờ mình chuyển qua chế độ bình thường đi.
mạnh quá chịu không nổi. Ngoài ra thì các bạn có thể bật chế độ phanh tái sinh. Chế độ này khi bật thì chúng ta nhả chân ga ra thì nó sẽ có cái cảm giác là nó phanh lại. Chúng ta dùng khi nào? Khi chúng ta đi đường đèo dốc và xuống dốc á, nhả ra thì nó phanh lại và nó sạc vào trong bộ pin. Nè, thòng ra lại đây thì nó giảm rất nhiều ha. Đó. Và hy vọng là trong tương lai Vin sẽ bổ sung vào chiếc xe này tính năng, đó là khi chúng ta bật chế độ phanh tái sinh cao á thì nhả chân ga ra là đèn thắng nó sẽ sáng, đèn phanh á nó sẽ sáng. Tại vì mình có lái thử trên xe của Tesla và Porsche thì đều có cái tính năng đó. Khi chúng ta nhả chân ga ra thì nó sẽ sáng cái đèn phanh lên. Tại vì xe điện á, khi chúng ta nhả chân ga ra thì nó dừng lại rất nhanh chứ không phải như xe xăng. Trên xe xăng á, thì chúng ta khó mà thay đổi cái cách vận hành của hộp số. Nhưng mà trên xe điện, thí dụ chúng ta đi di chuyển chậm trong thành phố, chúng ta có thể bật chế độ xe trường về phía trước khi nhả bàn đạp phanh. Có nghĩa là cái cảm giác bình thường khi chúng ta nhả chân phanh ra thì xe nó hơi trường tới khi đi vào thành phố. Thì tính năng này sẽ phù hợp khi các bạn đi vào thành phố và có thể cài đặt được. Trên xe xăng thì điều đó là hiển nhiên và chúng ta không thể thay đổi được đâu mọi người. Ngoài ra thì Vin họ cũng phát triển một cái bộ nhận diện, nó có thể nhận diện biển báo giao thông nè. Đó, đường này cho 80 nó nhận diện được nè. Hay VinFast giảm quạt gió. Rồi, nó vừa giảm quạt gió rồi đó mọi người. Hay VinFast mở nhạc. Anh chỉ đợi em thêm một chút thôi. Không tìm thấy nguồn phát nhạc nào khả dụng. Mình không có kết nối điện thoại vào xe cho nên là nó không có nguồn phát nhạc. Và một điểm quan trọng nữa đó là những chiếc xe điện như VinFast nó phụ thuộc rất nhiều vào kết nối Internet. Và trong tương lai nếu mà có Internet 5G á, thì nó sẽ còn hoạt động trơn tru và nhanh hơn nữa. Qua xe này thì đủ đồ chơi hết luôn. Nói chung là ai mà thích xe nhiều tính năng thì đây là cái xe dành cho các bạn. Không thiếu một cái tính năng nào cả. Và rõ ràng, nói đi phải nói lại, nó có những cái nhược điểm, nó có những cái lỗi, nó không ổn định. Chuyện đó thì các bạn thấy trên mạng cũng nhiều rồi đó. Nhưng chúng ta có thể bỏ qua không? Chúng ta có thể bỏ qua những cái nhược điểm đó không? Bởi vì cái chúng ta nhận lại là quá nhiều. Chúng ta nhận lại một chiếc xe công nghệ mới, giá tiền trong tầm với, cảm giác lái ngon, mạnh 400 mã lực, tính năng thì đầy đủ, kiểu dáng đẹp được thiết kế bởi người Ý. Vậy thì chúng ta có đang quá khắt khe với Vin hay không khi chúng ta được nhận lại một chiếc xe có nhiều như thế? Vâng, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng cái việc lựa chọn giữa xe xăng và xe điện thì là một việc khó nhất trên đời luôn á. Và việc chuyển đổi sang xe điện không sớm thì muộn nó cũng sẽ bắt đầu thôi. Hiện tại thì Việt Nam chúng ta đang trong quá trình bắt đầu sử dụng xe hơi. Và những bạn nào khi mà mới bắt đầu lái xe mà sử dụng xe điện rồi thì các bạn sẽ khó mà quay lại với xe xăng. Nhưng những ai mà đang được sử dụng xe xăng thì cũng khó mà chuyển qua sử dụng xe điện. Rõ ràng chúng ta sẽ có hai trường phái sử dụng xe khác nhau. Và hai trường phái đó luôn đang đối lập nhau, đang gây lộn với nhau trên mạng. Và thiệt ra thì xe ai nấy xài. Và cái sự sướng của xe điện, xe xăng sẽ không bao giờ có được. Cảm ơn mọi người đã xem clip này. Và nhớ subscribe kênh CV Việt Nam bên dưới nhé. Bye bye.